Vâng, thưa quý vị các bạn, trong cái cuốn video này tôi gửi đến quý vị các bạn những tác phẩm rất là nổi tiếng để quý vị và các bạn thưởng lãm những cái vẻ đẹp từ những gốc xanh mang lại những tác phẩm sống động. Đây là tác phẩm Khổng Tước Hạ Sơn của anh Triệu Quang Đạt, tác phẩm khá là nổi tiếng. Tác phẩm nổi bật trong cái cách phối với cả những viên đá trơ gập ghềnh rất đẹp. Cái cách phối đá rất là nghệ thuật quý vị. Cây được trồng ở trong một cái bể cũ có thành rất là dày, tạo nên cái sự bề thế cho cái tác phẩm này. Điểm chung của những cái tác phẩm trưng bày ở Đông Anh lần này thì đó là những cái tác phẩm mịn và già, rất là già, rất là già, thể hiện năm tháng. Toàn những tác phẩm tên tuổi nó có mặt ở Đông Anh như Tiên Lão Giáng Trần, Huyền Phượng Vũ, Dấu Ấn Thời Gian, Ngũ Đại Đồng Đường, vân vân, rất là nhiều bộ ba huyền thoại. Tôi sẽ hướng ống kính sang bên cạnh một cái tác phẩm Xanh Quê. Xanh Quê Búp Hồng này. Đây là tác phẩm mang tên là Vân Vũ Quần Tùng. Chủ sở hữu là Nguyễn Hưng. Đã cây có cái bộ rễ đế khá là lực. Cây này rất khủng nha quý vị nhé. Nó nằm ở trong cái chậu dài khoảng hơn 3 mét và ngang khoảng 2 mét rưỡi quý vị. Rất khủng. Có những cái bộ dễ tạo nên vách điểm nhấn cho cái tác phẩm này. Cây rất già đó quý vị, nụ từ rễ nụ lên. Tuy rằng rất già nhưng đây nó là xanh quê cho nên nó có cái nước da nó cũng không được đẹp so với xanh Nam Điền. Đấy, cái màu da của nó vẫn còn xanh. Rất là già rồi nhưng vẫn xanh. Những cây có giá trị kinh tế rất là cao nha quý vị nhé. Tôi sẽ hướng ống kính đến là một tác phẩm đặt ở cái hàng đầu tiên, tác phẩm khá là bắt mắt bằng dáng dấp của một cây cổ. Tác phẩm của anh Đoàn Anh Vân. Tác phẩm đến từ Thái Bình mang tên Long Phượng Tương Phùng. Cây rất già, rất cổ. Và cái phần bệ đế thì mới được xử lý và quý đá nghệ thuật.
phần ghi đá khá là nghệ thuật quý vị ạ. Qua cái cách làm đá này thì tôi cũng có thể nhận ra đây là cái cách làm đá của anh Duẩn Phạm tại thị trấn Quỳnh Côi. Cây rất già, rất quý. Đến anh Đoàn Anh Vân thì là một người cũng khá là nổi tiếng tại Quỳnh Côi. Đầu năm vừa rồi anh có giao dịch một cái phôi gần 1 tỷ mua về vườn và có bán một cái tác phẩm tầm 2 người khênh giá hơn 2 tỷ quý vị. Một người cũng khá là thành công. Tiếp đến tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn là một cây diên tùng của anh Toàn Đô La. Cây có cái đường thân vặn xoắn rất dẻo. Và có một cái bộ bẹ rất là đều như quý vị nhé. Đối với dòng tùng mà có một cái bộ bẹ như này là khá là lý tưởng. Bên cạnh đấy là một cây xanh của anh Lưu Trường Sơn. Cây xanh này có tiếng từ những năm 2008-2009. Cây có bộ rằm rất dày. Cây này từ một cái phôi xuất phát điểm thì nó là một cái cây ôm đá rất là đơn thuần, nhưng nghệ nhân đã tạo lên một cái vóc dáng rất đẹp cho cái tác phẩm này. Cái tác phẩm này thì theo như quan niệm riêng của tôi thì vẫn có khả năng xử lý cái phần đá này, xử lý phần đá, tỉa cái phần đá ra để làm lại đá của mình. Cây nó sẽ thanh thoát hơn. Mà cái khối đá như này nó hơi lặng lè. Vì các cái nghệ nhân ký đá bây giờ ký thì cũng rất là đẹp rồi, cũng không sợ là nó mất đi cái thời gian. Nói chung nó cũng chỉ mất đi khoảng một là năm thôi, một năm để nó cái màu đá và màu thời gian nó lẫn vào nhau thôi. Thì khi mà mới ký thì bao giờ nó cũng có các cái vết xi măng và đá nó mới. Thì chỉ cần qua khoảng một năm thì nó phơi nắng phơi mưa có những rêu ấy, thì nó sẽ làm cho cây rất là đẹp. Và tiếp đến là một cái tác phẩm xanh có cái bộ bẹ rất nhũn, một cây dáng trực hoành rất là quen thuộc. Để tiếp tục trong cái cuốn video này thì chia sẻ với quý vị và các bạn một cây đa. Cây đa có lẽ là duy nhất ở trong cái sân chơi này. Một cây đa. Cây đa này thì khá là nổi tiếng. Để mà nói về cái cây đa này thì bản thân nó là một cây thân dây. Khi mà ra đến đâu thì nó buông rễ đấy, cho nên là cái thân của nó rất là đều thân. Nhưng cái điểm nhấn cho cái tác phẩm này đó là cái ký vào cái đá thấm thủy này, tạo cái sự chênh vênh cho cái tác phẩm này. Cây đa này được khá là nhiều nghệ nhân đánh giá cao về tính thẩm mỹ.
rất nghệ thuật quý vị ạ. Tiếp đến thì là một cây xanh tầm trung. Cây này thì vừa rồi cũng đã được trưng bày tại triển lãm cây cảnh Đầm Chành, một cây xanh rất là đẹp và có giá trị kinh tế cao, và được một số anh em là trả giá khá là cao rồi nhưng mà chủ nhân vẫn chưa giao lưu. Đặc biệt ở cái cây này thì có cái bộ bệ rất là khủng. Ngoài ra thì cái nước da của cái cây này cũng hơi kém, đáng là do nước tưới cho nên là nó bị rêu, rêu nó hơi đen. Cây này xử lý cái phần da này nữa thì khá là ok. Trong cái quá trình đi tác nghiệp ấy thì tôi cũng biết được nếu những cây xanh mà nó có cái màu da nó xám như này và nó bị do lấm mốc ấy, rêu ấy, thì có cái phương pháp xử lý khá là ok, đó là sử dụng cái bình xịt của diệt khuẩn đấy quý vị. Cái bình xịt diệt khuẩn mà mọi người vẫn hay xịt để phòng ngừa Covid đấy. Đấy, cái bình ấy chúng ta xịt liên tục trong vòng khoảng tuần 2 tuần là nước da sẽ đẹp rất là nhanh. Đó là cách mà một số anh em đã áp dụng và chia sẻ. Thì qua kênh Bonsai TV thì tôi cũng muốn phổ biến đến quý vị và các bạn một cái phương pháp rất là nhanh. Tôi lướt một vòng nữa quanh cái khu trưng bày để quý vị và các bạn cùng thấy cái sự hoành tráng, cái quy mô và cái sự chuyên nghiệp. Để tiếp tục trong những cuốn video sau, quý vị và các bạn ấn đăng ký, ấn chuông để đón nhận video mới. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Bonsai TV. Xin chào và hẹn gặp lại.